Cơn ác mộng này qua đi, mong nhân loại tròn tỉnh thức. Đại dịch Covid-19, mọi thứ ập đến thật bất ngờ. Nó như cơn ác mộng thế kỷ mà nhân loại đang mong chờ được đánh thức. Cơn ác mộng đó không còn là cơm, áo, gạo, tiền, là áp lực làm giàu hay địa vị, mà là những con số người nhiễm, người chết đang liên tục cập nhật, gia tăng và thở dài ngao ngán, hoang mang và lo sợ mỗi sớm mai thức dậy. Bao giờ mới có vaccine? Bao giờ thì tới lượt chúng ta? Khi con số nhiễm bệnh đã lên đến hàng trăm ngàn, ngồi đợi và ngồi đợi một phép màu. Khi văn minh, khoa học, y học tiến bộ, sức mạnh quân sự hùng mạnh của các nước, của con người liên tục khoe khoang, tự hào thì giờ đây dần trở nên bất lực với những lời hứa hẹn. Chưa chắc, cần thời gian, tháng tới hoặc có thể cuối năm. Nhưng có những giai đoạn trong cuộc đời chúng ta cần phải ưu tiên điều gì trước? Nó không phải là tiền bạc nữa, mà là mạng sống. Khi xác người đang trở nên quá tải, khi mạng người chỉ là những con số màu đỏ liên tục tăng lên hàng nghìn người chết trong một ngày, nỗi sợ hãi bây giờ còn bao trùm trong những điều hết sức đơn giản như đau đầu, hắt hơi, nhức mỏi, chóng mặt hoặc nóng sốt thường ngày cũng làm cho người ta phập phồng lo sợ. Chúng ta, nhân loại, đang đau một nỗi đau chung về bài toán kinh tế, chứng khoán, lương thực, thất nghiệp và phá sản. Nó như một móc xích mà ai cũng đều cộng nghiệp vào. Không ai có thể nói tôi đau hơn, tôi mất mát nhiều hơn, tôi đáng được quan tâm và thương hại hơn. Không, khi tất cả chúng ta ai cũng đều xứng đáng nhận được sự động viên, an ủi và sự sẻ chia nào đó ngay lúc này, tất cả đều ý nghĩa và nhân văn như nhau. Trong hoàn cảnh này, $1,000,000 bị bốc hơi hay những gia đình phải lo miếng ăn từng bữa đều như nhau cả. Người Trung Quốc, người Ý hay người Mỹ ra đi thì cũng đều đáng để chúng ta thương tiếc, mặc niệm, vì ai cũng có người thân và gia đình. Chính trị là chính trị, mà tình người là tình người. Đây không phải là lúc truy tìm kẻ bắn cung tên khi vết thương còn đang rướm máu. Lòng thù hận đã khiến con người ta quá đau khổ, ngán ngẩm, thì tại sao lại tiếp tục tô đậm bằng những học thuyết âm mưu, lý luận, đổ lỗi cho nhau? Cái mà con người ta đang cần ngay bây giờ chính là mạng sống và lòng từ bi. Đến bao giờ lời cầu nguyện thế giới hòa bình mới thật sự hòa bình khi trong lòng chứa đầy sự phân biệt? Nỗi đau về nhân mạng, về vật chất đã quá đủ, để trong mỗi chúng ta không ai còn phải tiếp tục gánh thêm những cơn đau về tinh thần. Thù hận, cô đơn, sự nghi ngại, sợ hãi trong ánh nhìn, lời nói và hành động. Ai cũng có sẵn bản năng tự vệ riêng, ai cũng đáng được tôn trọng. Người thông minh sẽ khéo léo tự bảo vệ mình, nhưng cũng không đánh mất đi khí chất và tình người để không phải góp phần tạo thêm những bầu không khí u ám, nặng nề với nhau. Khi khó khăn, tình người là quan trọng nhất để vực dậy một con người, một cộng đồng hay một quốc gia, không để ai bị bỏ lại sau lưng. Mạng sống nào cũng đáng được trân trọng. Chưa bao giờ hoàn cảnh xã hội lại khiến cho con người ta phải suy nghĩ về mọi thứ như lúc này. Chưa bao giờ giá trị tâm linh của sự bình tâm ngồi lại trở thành liều thuốc an thần đáng quý như bây giờ. Cũng như chưa bao giờ những nhu cầu sinh hoạt căn bản đi lại hàng ngày dừng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, như để nhắc con người ta về những niềm vui đơn giản khi xưa đã bị lãng quên. Sau những nỗi đau luôn là những bài học giá trị cho đời mình. Nếu chúng ta có cơ hội cùng vượt qua đại dịch này, thì chắc cái mà chúng ta nhận lại sẽ là minh chứng cho sự vô thường biến đổi của thế gian. Tiền tài như gió thoảng mây bay,
Kiếp người thật mong manh tạm bợ, và hơn thế nữa chính là cơ hội còn được sống, còn được tận hưởng mỗi sớm mai thức dậy, còn được sống với những ngày đáng sống khi bao người đã mãi mãi ra đi. Quả thật như thế thì xin sống thay cho hàng nghìn người đã nằm xuống với một trái tim từ bi thuần khiết, không thù hận, không thở than. Cơn ác mộng này rồi sẽ qua đi, mong nhân loại sẽ giật mình choàng tỉnh thức. Giác Minh Luật, Hoa Kỳ, ngày 2 tháng 4 năm 2020.